Cái đoạn này em chỉ quay cả kéo Giang Toàn xuống và ngồi một cách thoải mái trong đó. Đúng rồi. Quay giúp em cái không gian rộng ở phía trong đây. Từ đây vuốt tay một cái thôi. Huỳnh Đào Diễm Trinh, số báo danh 086. Cảnh đầu tiên thì em muốn là quay từ cái logo xuống, thấy cả xe và logo dưới đây. Cái khúc đây anh sẽ đứng im thôi. Em sẽ bước từ đây bước vào, em quay ra. Sau đó em sẽ bước ở phía bên kia cũng quay ra. Thì đoạn cuối cùng nó sẽ có hai Diễm Trinh đứng ở cái xe luôn. Đây là một thử thách rất là mới với Trinh. Lúc trước mình chỉ làm một nhiệm vụ thôi, còn hôm nay là mình lại bao gồm hết tất cả về đường dây, về thời gian, về cách mình làm mẫu và cách mình diễn xuất như thế nào. Cái đoạn này em chỉ quay cả kéo Giang Toàn xuống và ngồi một cách thoải mái trong đó. Đúng rồi. Quay giúp em cái không gian rộng ở phía trong đây. Từ đây vuốt tay một cái thôi. Khi mà mình nhận thử thách thì mình cũng đã tính toán đường dây cho mình rồi. Về cái góc máy nè, quay cái gì trước, quay cái gì sau. Em xin phép dừng để xem sụt vào. Rồi, xin dừng thời gian ạ. Em xin phép xem cái đoạn đầu tiên lúc mà quay từ logo xuống xe ạ. À, bị xa quá rồi, không lấy logo được ở dưới. Coi lại những gì mình đã quay thì khi đó mình mới nhận ra được lỗi sai. Khung hình của camera thì mình lại không kiểm soát được hết. Nếu như em chỉ cận tới khúc này thì có ổn không ạ? Với cái phép dọc của mình không thể nào đáp ứng được toàn bộ nhu cầu, vừa logo của xe phía trên, vừa logo đầu xe và I love Volkswagen ở đây. Cho nên là Trinh hãy tính toán rằng là mình chọn cái nào là quan trọng hơn. Thứ hai nữa là khi mà Trinh thực hiện những cái động tác ví dụ như là thắt dây an toàn thì hãy thắt dây an toàn thực sự. Và hãy nhớ là Trinh chưa có cái slow motion. Cái sụt vô lăng á, bạn để tay yên, cú máy nó cũng di chuyển rất là chậm. Thà là bạn sẽ xoay vô lăng nhẹ nhẹ. Và chú ý là phải thể hiện logo, nên nãy Trinh để hai tay như vậy là mất cái logo rồi. Và thấy cái tay mình cũng không đẹp. Dạ rồi. Để thực hiện thử thách tốt ngày hôm nay là các bạn phải nên xây dựng câu chuyện trong đầu mình. Chúng ta sẽ làm những đầu tiên, thứ hai, thứ ba, thứ tư, tập trung vào những điều quan trọng nhất là cảnh slow motion nè. Và sau đó thì nếu mà có một thời gian rảnh còn lại thì chúng ta sẽ làm tốt hơn, nó hoàn hảo hơn. Thêm một lần nữa giúp em góc đi chị. Và 30 giây cuối cùng dành cho bạn thực hiện thử thách của mình. Quay giùm em góc slow motion trước, thấy được tới đây gầm xe và logo phía trên. Còn 30 giây cuối cùng thì Trinh đã quay được 3 option cho phần slow motion và 2 option cho cái phần mở đầu của mình. Trinh nghĩ là trong cái khả năng của mình thì mình đã làm rất là tốt rồi. Hy vọng mình cũng sẽ nhận kết quả xứng đáng với những gì mà mình đã nỗ lực.